nên móc con này vào. Ơi con này chắc phải nheo khổng lồ. Đi rồi. Sau. Đây rồi. Xong rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Thơm. Ui nó còn run rồi. Ý. Xong rồi. Chuẩn à. Cá sạch à. Ăn vẫn sướng đúng không? Vẫn ngon đấy. Xin chào các bác nha. Hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá đồng. Hôm nay anh em tôi sẽ câu cá nheo, cá chê ở đây xem nào. Dầm ghê quá. Giờ chuẩn bị đồ nghề để ngồi câu. Hôm nay tôi sẽ chọn cái điểm câu có nhiều cọc và xem nào. Rau ấy, khả năng thì nó sẽ nấp ở đây nhiều. Cho bác xem đây con ngọn chỗ tôi gọi là con đông tây à. Con này có làm gì được không nhỉ? Làm mồi được không nhỉ? Chắc là được. Cái này phải nhau mấy cân. Con này phải cấu là hả? Cấu cái bên trong kiểu như con nhộng ấy. Hôm nay dùng thính như mọi lần tôi vẫn làm zoom. Hôm nay vừa đi đào rồi zoom đất. Ôi, cũng zoom rồi. Hai thùng zoom rồi. Đúng quá. Vô câu. Hả? À, đấy. Một cái cọng ngoài này. Ra cọc kia, cọc sai cọc gần, em cứ nào đấy cho cái cọc đấy. Đấy, cầu run đất này mới là chuẩn. Sau. Đây rồi. Xong rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thơm. Ui giời, mắc còn run rồi. Ý.
mèo vàng ươm bác ơi. Thả rõ, thả rõ. Cái phao này của em đâu ạ? À? Cái phao ngoài đấy, chết rồi. Mèo. Tha được giờ. Hay quá. Đây. Rõ rõ. Quá thơm. Hôm nay có vẻ là thuận lợi đấy. Thuận lợi đấy. Được. Rồi, ấm rồi. Nên móc con này vào. Ơi, con này chắc phải nheo khổng lồ. Đi rồi. Móc mồi này cho nó săn hàng khủng. Đấy. Con này nó nổi nó chìm được. Ui giời ơi. Kéo lên chắc không phải ấy đâu. Dạ. Đây rồi. Ui giời ơi. Mất rồi. Rồi mai được con. Còn gì đấy? Giết rồi. Chưa. Gì thế? Ui giời ơi. Bớt cá. Không còn. Cá dưới lên rồi, lên rồi. À? Lên chưa? Ui giời. Cao thủ. Cao thủ. Ông ăn bành như thật. Ăn bành như thật, sợ thật. Ui dồi ôi. Đi đây. Ui dồi ôi. Hiệp bỏ thế. Ui dồi. Ghê. Đúng rồi. Mắt à? Nheo. Nheo, nheo, nheo. Thật sự. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Khí vãi. Thế nó đàn gì đấy? Đàn, 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 đàn. Hơi nhỏ. Được. Lợn.
nhảy 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 nhảy. Ui dồi ôi, con mẹ lợn to thế. Mẹ lợn này ăn trứng nữa này. Ăn tốt dậy. Ui dồi, đấy, còn được ước thấy nhá. Vừa cầu rô phi xong rô phi lên. Gì đấy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hàng vàng ươm. Con này vàng nhỉ? Vàng ấy, nghèo sạch. Con kia chết. Đây à? Gì đấy? Gì đấy? Ui, ui. Ui, ui rồi. Ý, thiếu cái gì thôi. Phải vật không? Nhớ mất. Khá phết đấy. Được rồi. Xong rồi.
hơi to. Đây cho bác xem thành quả hôm nay được không nhiều nheo lắm cũng được. Nhau và phải vài trận mưa rào được thì mới to được. Còn mình vẫn là to nhất, khủng nhất. Nhiều rồi. Đấy. Con điếc khủng rồi. Con chép thải. Rồi xin chào các bác nha, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nha. Nay phải làm món rán giòn bia. Đây xin giới thiệu bác, đây là món này ngon đây này. Món cá nheo. Cá giết đấy, đấy hôm, anh em tôi hôm nay vừa mới đi câu xong, nắng quá bây giờ tạt vào quán bia làm mấy cốc bia. Nhờ chủ quán rán luôn cho đi cá. Nhờ chủ quán rán cho cốc bia. Điều khi con gì to này. Giết đấy. Con giết đấy à? Cá vẫn còn nóng hổi, đâu con của chú đâu, chú ăn đi. Đâu à? Đó là, chúc mừng cả nhà. Thế là ngon. Mời các bác nhá. Là cá sạch ăn vẫn sướng đúng không? Đúng rồi. Không có gì bằng cái mà chúng ta tự đi câu về ăn này. Đúng biết rồi. Rõ nguồn gốc. Ngon không? Ăn là dai. Dai. Nước mắm. Ai ơi, em xin bắt nước mắm. Mắm ớt, mắm ớt, mắm ớt, mắm ớt. Tiêu nữa. Rồi. Quá. Không phải ăn quên nước chấm. Thơm quá.